Chỉ có giá 2.500. Bình thường gỏi cuốn ở Sài Gòn á mình thấy hơi mắc, nhưng mà nói chung tiền nào của đó 7-8 ngàn thì cũng có giá của 7-8 ngàn. Mình sẽ review cái điểm mà mình thích ở đây. Đầu tiên là sử dụng cái lá chuối để ngăn mấy cuốn gỏi cuốn khỏi cho nó bị dính vô nhau. Mình thấy cái này cũng là một cái rất là hay. Ta nói bình thường cái đường dạy kiếm nó rất là đông vui luôn. Đây là bớt rồi đó. Có 2.500 cuốn mà cho nên mỗi lần mua tôi mua cả chục cuốn. Ăn cho nó đã. Ở đây đặc biệt nhất là nước chấm rất là nhiều và ngon. Mấy cuốn gỏi thì cũng không có gì đặc sắc, cơ bản có bún, rau, một miếng thịt với lại con ếch nhỏ. Mình thì mình không có thích ăn tương cho nên mỗi lần mua mình toàn chơi mắm nêm. Cái mắm nêm ở đây được pha rất là đậm đà. Người ta
ta còn cho thơm cắt nhỏ với lại ớt nữa. Nè, mỗi cuốn 2.500 nó là như vậy nè. Không biết có ai như tôi không chứ tôi cực kỳ mê mấy món cuốn, ăn quanh năm suốt tháng cũng không biết ngán. Đây là công dụng của cái lá chuối này, lúc gỡ là nó không có bị dính. Quất thêm sứ thơm để lên trên, trời ơi nó đã. Địa chỉ là 135 đường Vạn Kiếp, các bạn có thể đến mua hoặc là ship nha. Mà mình đến ăn đâu mọi người, tại vì ở đây bán cực kỳ ngon. Và mọi người có thể thấy một cái xe gỏi cuốn rất là đơn giản nhưng mà nhìn cực kỳ sạch sẽ và rất là bắt mắt. Và mình rất là ưng một điểm ở đây là cô chú cho cái đồ ăn kèm rất là nhiều, giống như cô chú cho ớt nè, tương chấm nè, đậu phộng nè, cái gì cũng nhiều hết mọi người. Đó, mọi người thấy cái bịch chua chua không, rất là to luôn. Mình mua 10 cuốn nhưng mà thật sự mình không thể nào ăn được 1/3 của những cái nước chấm và một cái bịch chua chua đó luôn á. Hồi nãy cô có nói bây giờ cô sẽ bán tầm khoảng 7 giờ sáng là có và bán cho tới khi 9 giờ 10 giờ luôn. Và mọi người bây giờ có thể lên app nào mọi người đặt được luôn nha. Có cái tên có để đậu á, và trên đó thì nó sẽ mắc hơn ở ngoài 1.000 nha mọi người. Với cô chú thì ở Sóc Trăng đó mọi người, mà cả mùa dịch này cô chú nó cũng mới về quê thăm nhà được luôn và bán xuyên suốt luôn á. Cho nên là mọi người có ăn thì mọi người ủng hộ cô chú nha. Rồi cô chú cực kỳ thiện và rất là dễ thương luôn, và mình bảo đảm mọi người ăn ở đây rất là ngon nè, sạch sẽ nè. Cho nên mình giới thiệu cho mọi người, chứ không phải là tại vì cô chú dễ thương mình mới giới thiệu đâu, mà tại vì nó ngon thật sự luôn á. Lại hình ảnh một vụ cướp giật xảy ra trước một quán ăn trên đường số 12 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 13 giờ chiều ngày 19 tháng 2 năm 2022. Từ góc quay này có thể thấy ba cô gái đi trên hai xe máy rẽ vào con hẻm bên hông quán. Ít giây sau, đối tượng xuất hiện và chạy xe máy rẽ theo ba cô gái. Thời điểm ba cô gái vào trong hẻm thì cũng là lúc đối tượng phóng xe vụt qua để thăm dò. Khi xác định con mồi, đối tượng quay xe và thực hiện vụ cướp. Khi ba cô gái còn đang loay hoay cất xe thì đối tượng đã áp sát giật phăng chiếc điện thoại di động trên tay của cô gái. Nghe tiếng chi hô, nhiều thực khách cùng nam nhân viên trong quán đã chạy ra truy đuổi kẻ cướp nhưng không kịp. Nạn nhân bị cướp giật chiếc điện thoại là một cô gái 23 tuổi, cũng là nhân viên của quán ăn. Liên quan đến vụ cướp giật, đại diện công an phường Bình Hưng Hòa cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc.
qua Sài Gòn á mình thấy hơi mắc, nhưng mà nói chung tiền nào của đó 7-8 ngàn thì cũng có giá của 7-8 ngàn. Mình sẽ review cái điểm mà mình thích ở đây. Đầu tiên là sử dụng cái lá chuối để ngăn mấy cuốn gỏi cuốn khỏi cho nó bị dính vô nhau. Mình thấy cái này cũng là một cái rất là hay. Ta nói bình thường cái đường dạng kiến nó rất là đông vui luôn, đây là bớt rồi đó. Có 2.500 cuốn mà cho nên mỗi lần tôi mua cả chục cuốn ăn cho nó đã. Ở đây đặc biệt nhất là nước chấm rất là nhiều và ngon. Mấy cuốn gỏi thì cũng không có gì đặc sắc, cơ bản có bún rau một miếng thịt với lại con tép nhỏ. Mình thì mình không có thích ăn tương cho nên mỗi lần mua mình phải chưa mắm nêm. Cái mắm nêm ở đây được pha rất là đậm đà, người ta còn cho thơm cắt nhỏ và lại ớt nữa nè. Mỗi cuốn 2.500 nó là như vậy nè. Không biết có ai giữ tôi không chứ tôi cực kỳ mê mấy món cuốn ăn quanh năm suốt tháng không biết ngán. Đây là công dụng của cái lá chuối này, lúc gỏi là nó không có bị dính. Quốc thêm sữa thơm để lên trên, trời ơi nó đã. Địa chỉ là 135 đường Bạn Kiếm, các bạn có thể đến mua hoặc là ship nha. Liên quan đến vụ cướp giật, đại diện công an phường Bình Hưng Hòa cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc.